sau khi trọng tài đã hỏi coi kết thúc trận đấu, tỷ số vẫn được giữ nguyên, không được khiếu nại dưới mọi hình thức. Và đội Cường Nhạc FC, điểm số hai đội, đội 24 giờ tour với một trận thua được 0 điểm. Kịch bản của bảng đấu năm nay thì nếu mà Cường Nhạc giành chiến thắng trước 24 giờ tour, 24 giờ tour gồm số 1 Văn Phố, số 4. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Một pha không có số. Tuy nhiên anh Hùng bóng rất nguy hiểm. Một pha không có táo. Một pha sọc tay xuống. Tuy nhiên các hậu vệ của đội Hàn Quốc tôi đã cản phá rất kịp thời. Một pha táo quá. Số 10. Hàng thủ tốt, chờ cơ hội phản công nhanh. Tốt. Cú phát tạt bóng lên cho cầu thủ số 10. Một. Anh đi qua đây. Một pha sút thụt bóng rất đáng tiếc. Đội Cường Nhạc. Cầu thủ Văn Khánh. Số 24 rời sân. Số 5 Văn Dư vào sân. Ông Khoa tạt vào. Tuy nhiên các hậu vệ của Cường Nhạc thi đấu rất chắc chắn. Một pha tạt vào. Bóng rồi. Rất nguy hiểm. Trận đấu đang diễn ra rất là sôi động. Đây là trận đấu then chốt của bảng B. Nếu như hai đội một pha sót xuống của số 9 anh có tấn của đầu. Tuy nhiên không. Một pha tốt. Một pha vô đây rất nguy hiểm. Bóng của nhân viên các cầu thủ đội 24 giờ tour. Chúng tôi nhận thấy một cầu thủ đã quăng vàng ra để cho các đồng đội của mình lượm. Một pha nó xuống. Tuy nhiên không có các người hâm mộ của đá Việt Nam đã chứng kiến một pha nguy hiểm. Bốn. Khán giả nổi loạn ơi. Khách ghế tầm lắm ấy. Một pha tạt bao. Một pha tạt bóng vào. Bóng vẫn tiếp tục. Các hữu phép là thế cho các thủ đội không có gì tốt. Quá người đây. Trong một cú xuất xa. Một pha tạt vào. Tuy nhiên một phát tạt vào. Tuy nhiên Văn Quý phút thứ 25 của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0-0. Một phát rớt xuống. Một phát tập, một phát điểm. Tuy nhiên quá nhẹ.
này không chịu. Má nó to rồi. Ủa má đi làm ngày tiếng Bắc. Một quả rót xuống của các cầu thủ đội 24. Vương Nhạc. Bận Bảo. Bận Châu. Xuống xa. Thầy Lâm chị xuống cho Huy Thoại. Một pha ra chiến một pha tạt bóng bao rất nguy hiểm. Chúng tôi nhận thấy bên đội Cường Nhạc lúc này có vài cầu thủ rất lớn tuổi, tuy nhiên thi đấu rất hòa hàng Arsenal FC. Bóng của Trương Ngọc Châu. Hai cầu thủ tân nhân kèm theo một cầu thủ tân Ngọc Châu. Một pha tạt bóng vào rất nguy hiểm, tuy nhiên thủ môn Văn Quý. Một pha tạt bao rất nguy hiểm, tuy nhiên quả sút. Wow. Một pha tì đè rất tốt của các thủ đội. Đỗ Bảo. Chuyền cho Đỗ Bảo. Anh Chi Wow. Tuy nhiên rất đáng tiếc cho các cầu thủ. Một pha xuống biên phải. Một pha xuống của Hữu Mai. Tuy nhiên bóng bay vào sân ngang. Bắn vào. Bắn nguyên. Và sau xuống Ngọc Châu, đón nhìn đúng không? Chút! Không vào, rất đáng tiếc, rất nguy hiểm. Một pha rất... Một pha tập bao! Rất nguy hiểm, bóng bận cầu trong chân. Trọng tài vẫn... Bỏ nhau xong rồi.
Một pha chì xuống bên cánh phải. Đặt bao. Tuy nhiên mọi pha bóng bổng thì vâng, vừa là một pha bóng của số 10 của đội vâng, rất tuyệt vời. Vâng, một pha đi tiếp tục. Vâng, một cú sút không. Khách giờ thì còn 5 phút. Vâng. Vâng. 4 giờ. Ban tổ chức cũng như tổng công ty du lịch 24 giờ tài trợ cho các bạn một chuyến du lịch Singapore 5 ngày 4 đêm. Nếu như các bạn cánh cửa vào bán kết cho 24 giờ. Vâng. Thủ môn có cường cường nhạc rất chắn chắn. Của Sài Gòn, nhà tin Sài Gòn hả? Giao đội nhà đó, giao đội nhà đó, giao đội đó. Một pha sút vào rất nguy hiểm, tuy nhiên một pha sút thẳng vào rất nguy hiểm, tuy nhiên thủ môn Văn Quý lúc này tỏ ra rất chắc chắn. We'll be right back.